Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog thang5thang.com cũng như là kênh YouTube Sĩ Môn News Today. Thì trong cái video ngày hôm nay, Thắng thử tới cô chú anh chị và các bạn một cái hướng dẫn để chúng ta làm thế nào chúng ta có thể stake cái đồng Binance để chúng ta nhận lời. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải đăng nhập cái tài khoản của Nutano trên Internet như thế này. Thì chúng ta vào cái mục ví, chúng ta lựa chọn cái vào cái mục ví của chúng ta và chúng ta vào cái phần về Nutano ở đây. Ok. Thì chúng ta sẽ bắt đầu staking như sau, bằng cách là chúng ta sẽ phải cài đặt cái ví Demon Wallet. Đây chính là cái ví Demon Wallet của Thắng. Thì nếu như cô chú anh chị các bạn chưa biết cách tạo cái ví này thì chúng ta chỉ cần gõ cái Demon Wallet Extension. Thì cái này nó nằm ở trên Google nhé. Thì trong tương lai là người ta sẽ phát triển cái bản Android sau. Thì bây giờ chưa có thì chúng ta cứ sử dụng trên laptop trước đi. Thì lưu ý một chút là nếu như chúng ta có cái đồng Binance nhàn rỗi và chúng ta không muốn sử dụng nó nhiều thì chúng ta hãy stake, còn không thì thôi. Nếu mà chúng ta có ít quá hay thôi, chúng ta không nên stake làm gì cả. Thì đây Thắng làm cái video hướng dẫn mẫu thôi. Ok, thì bây giờ muốn lấy thì chúng ta ấn một cái mục rút tiền ở đây. Chúng ta vào mục rút tiền này thì chúng ta sẽ phải điền cái địa chỉ ví ở đây nha. Rồi thì bây giờ Thắng có 81 Binance thì Thắng muốn gửi vào đây 10 Binance để Thắng stake. Rồi Thắng ấn vào nút nhận trên ví. Thế là cái này là chúng ta sau khi tạo ví rồi nha. Ok, cái bước tạo ví thì không có gì phức tạp cả, ai cũng làm được. Chúng ta bấm nút copy. Rồi, mình chuyển vào đây mình copy. Cái gì ở đây là địa chỉ đã được trùng khớp với mạng lưới tương ứng. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể ấn vào nút lưu địa chỉ này để rút tiền trong tương lai này. Rất là dễ này. Ok, mình lưu tên địa chỉ là ví của Thắng. Ok. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái số lượng, ví dụ mình muốn stake khoảng tầm 10 đồng thôi. Ok, thì chúng ta ấn nút gửi. Thì chúng ta sẽ kiểm tra này, địa chỉ có đúng bắt đầu bằng DWX6H và P7ZZI đằng sau không. Thì đây chúng ta đi vào đây chúng ta kiểm tra. Đúng chưa? DWX6H P7ZZI rồi, chọn rồi. Chúng ta ấn nút chọn tích vào đây, chúng ta ấn nút xác nhận. Rồi như vậy là chúng ta đã rút thành công. Chưa được đâu nha cô chú anh chị các bạn nha. Chúng ta sẽ cần phải làm cái bước xác thực authenticator. Cái này thì tùy vào cái tài khoản của bạn. Nếu mà chúng ta có cài đặt cái này thì chúng ta sẽ nó sẽ đòi thêm một cái bước này nữa. Thì lúc nãy Thắng có test thử bằng cái điện thoại thì nó lại chỉ yêu cầu cái vân tay thôi. Thì đây thì Thắng sẽ nhập cái số xác thực vào. Nhận. Rồi, như vậy là nó đã hoàn thành cái quá trình xác thực rút tiền và chúng ta đợi lên lịch thôi. Thì bây giờ chúng ta cứ đợi trong khoảng tầm 41 phút đấy. Khi nào mà nó báo ở trên cái tin nhắn hoặc đây này. Mình sẽ check vào đây. Nếu không có thì chúng ta check trên điện thoại nha. Bởi vì nhiều khi là thông báo không hiện gì cả. Thôi bây giờ mình check vào ví đi. Ví ở đây, ví nó đã hiện thị 10 cái đồng Binance trị giá 12,7 đô rồi đây này. Thì bây giờ các bạn muốn stake thì các bạn ấn vào nút cái hình này. Rồi ok, thì nó có cái stake của bạn đây, Thắng đã stake trước rồi. Stake thử 9,9 đô rồi. Thì bây giờ muốn stake tiếp thì ấn vào nút stake của bạn. Xem thêm. Mình ấn nút nhận thêm Binance. Ấn vào nhận thêm Binance thì chúng ta sẽ hiện ra một số các cái stake. Thì nó sẽ sáng stake cái mô Automelia rồi này. Bây giờ mình chọn một cái khác. Ví dụ mình chọn cái nào nó có nhiều thì chúng ta stake nó yên tâm hơn. Ví dụ cái này 3 tỷ này. Thì nó nhiều người stake hơn thì mình cảm thấy yên tâm hơn, những cái phí nó lại thấp hơn. Còn những cái nào mà phí cao hơn thì cái người lượng stake lại ít hơn. Đó, tùy các bạn chúng ta chọn cái nào cũng được. Cái này phụ thuộc vào mọi người. Ví dụ nhất đây là 3 triệu này. 3 triệu này, 9 triệu này, cái này rất nhiều người stake này. Yên tâm thì chúng ta stake vào đây. Đây cái này cũng 9 triệu đây, mình có stake vào nó. Đó, Pegasus. Rồi ok, ấn max được 9,9. Thì Thắng ấn nút stake nha, ước tính là 9,8%. Ok, ấn stake. Ok. Chúng ta sẽ ấn vào nút kết thúc. Rồi như vậy là Thắng đã stake được hai khoản.
một khoản là 9,98 đô, Pegasus khoảng là 9,997 đô. Đây là cái này là trước, còn Thắng vừa hướng dẫn các bạn tham gia vào cái stake của Pegasus. Ok, thì lần sau mình muốn thêm thì mình cứ ấn vào nút nhận thêm Renex vào đây thôi. Thế nên mình ấn stake vào đây. Xin lỗi các bạn nhé, đây là cái phí của nó, còn đây là cái phí mà chúng ta kiếm được ước tính này. À, ok, thì mình chờ đợi thôi. Tóm lại là mình không sử dụng gì vào cái đồng Renex này thì chúng ta sẽ stake nó vào đấy. Còn không thì không sao, không vấn đề gì cả nha. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái quá trình stake ở trong này. Thì chúng ta có thể kiểm tra cái kiểm tra stake này liên tục ở đây, không vấn đề gì cả. Thì trong tương lai khi mà giá trị của đồng Renex nó tăng lên thì chúng ta có thể rút unstaking nó ra, thì chúng ta sử dụng trong tương lai rất là đơn giản. Và đây là cái ví dụ hướng dẫn một cách rất là đơn giản về cái việc chúng ta làm thế nào để stake cái đồng Renex. Nếu mà chúng ta để nhàn rỗi cũng không giải quyết gì cả thì chúng ta hãy stake nó đi, để chúng ta có một cái khoản tiền trong tương lai gọi là thu nhập thụ động. Thì chúng ta thấy rằng là 10 đồng Renex nó là tương đương với 12 đô. Thì chúng ta cứ stake như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận lợi nhuận rồi, chứ còn hơn để không làm gì cả, đúng không ạ? Ok, và nếu như chúng ta quan tâm thêm những cái vấn đề khác về đầu tư tài chính, tự do tài chính, kinh doanh online cũng như học tiếng Anh, Thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên blog nguyenanthang.com, cũng như là chúng ta sẽ nhận được những cái chia sẻ miễn phí về kinh nghiệm mua sắm online ở trên các cái sàn thương mại điện tử như là Shopee, Tiki và Lazada. Và nếu như chúng ta quan tâm hơn về những cái cách làm thế nào để tạo ra được một cái doanh nghiệp online giống như Thắng đang làm, thì chúng ta có thể vào một khóa học online, khóa học Financer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.